Lời đầu tiên thì gửi lời chào em. Dạ, em chào chị, chào mọi người và đặc biệt là quý khán thính giả đang có mặt trong tối ngày hôm nay. Ngày hôm nay bận rộn ha. Dạ, phải tranh thủ tại vì em biết phát sóng radio thì mọi người chỉ có bao nhiêu phút đó để nghe thôi. Vừa xong họp báo mà mọi người nếu là chụp hình tại vì nhân dịp họp báo mà hôm qua là sinh nhật của em luôn nên là tổ chức luôn một thể thì em cũng ráng thu xếp cho nhanh nhanh để mà kịp giờ giao lưu. Thì các thính giả nào quan tâm đến Dự muốn trò chuyện cùng với Dự thì chúng ta có thể gọi đến 028 3910 4866 nha. Và nếu mà chúng ta rảnh, giờ này thì thường là giờ hơi bị kẹt xe, mọi người đang lưu thông ở trên đường, nhưng mà nếu mà ai rảnh thì có thể lên fanpage của thành phố Lên Đèn để theo dõi phần livestream cùng với Minh Dự. Vì Dự ngày hôm nay vừa ra cái quyển sách là Mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng, cho nên thì với tư cách là một người theo dõi mảng sách có tác phẩm rồi thì nhường cho Thọ. Thì do cũng mới ra cho nên em chỉ kịp đọc lướt qua một số đầu cuối, thì nói chung là em rất là thắc mắc là khi mà Dự viết cuốn sách này, đó là cuốn thứ hai đúng không, thì cả hai cuốn sách của em nghe cái tựa nó không có Minh Dự như là như những gì người ta thấy em ở những cái tác phẩm kia, thì không biết là cái những cái cuốn này nó có bao nhiêu phần trăm sự thật về bản thân của Minh Dự ở trong đó. Cảm ơn anh là đã khen về những tựa sách của em. Phải nói là cũng giống như cuốn trước nha, cuốn này riêng cái tựa sách Mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng là em phải đấu tranh bảo vệ nó với công ty phát hành sách của em khoảng một tuần. Chứ người ta muốn em để tên gì? Dạ, lúc mà họ hỏi em muốn để tựa gì thì em nhắm trong lòng em đã muốn câu này rồi, vì nằm trong một câu lục bát bài thơ của em rất là thích. Nhưng mà khi em gửi thì em rất lịch sự, làm gửi gần cả chục cái tên em nghĩ ra và trong đó có những câu rất là hay trong sách thì loại hết, không giữ câu nào. Nhưng em nói không, phải giữ cho em câu này và đổi qua đổi lại, có thêm có bớt, cuối cùng em nói phải tôn trọng cảm xúc của em và giữ lại tựa Mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng. Và em thấy là linh cảm của em sao mà bây giờ ra ngay từ cái thư mời, từ cuốn sách công bố bìa, mọi người đều thích cái tựa này của em dữ lắm. Còn về nội dung sách, theo anh chị hỏi thì em nói thiệt là cũng khoảng gần 60% là cảm xúc thật của em trong quyển sách này. Ôi, 60% là nhiều lắm Đúng á. rồi, và khi mà dù chỉ đọc qua thôi nhưng có thể thấy cái điểm chung là nó hơi tự sự và nó hơi buồn man mát, nhưng mà những người mà hậu chia tay đúng không, thì Hậu chắc Covid luôn. đúng đúng hậu Covid, hậu chia tay, hậu mất mát nhiều thứ ha. Thì tức là cái Binh Dự có nghĩ là khi mà người ta đọc cái cuốn sách này người ta sẽ cảm thấy là nó quá khác với những gì họ tưởng tượng không? Thì họ sẽ Sốc bị hả? sốc không? Bị dội, hay là họ sẽ cảm thấy là họ sẽ hiểu Minh Dự hơn? Thực ra em muốn người ta sốc á, em muốn người ta bị dội luôn á. Mà thường á, cái gì sốc, cái gì dội á là nó cũng phải quay về tìm hiểu nguyên do. Đó, cho nên là khi tìm hiểu nguyên do rồi chắc mọi người sẽ hiểu em hơn chút. Từ từ cái tựa đề là em đã cố tình cho nó rất là đầy tính tự sự rồi. Tại vì nếu mọi người nếu ai thường anh đọc cuốn sách lên thì mình mở ra coi bài đầu là gì, xong rồi dễ dở xuống một lục bài cuối là gì, thì nếu ai có thói quen đó thì bài đầu tiên mở ra sẽ là bài thơ về dịch bệnh. Khi đó dịch bệnh mới bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam mình tháng 3 2020, em nhớ là vậy. Và em có note luôn cái thời gian em làm bài thơ, cái lúc em đang chịu giãn cách xã hội cùng với mọi người ở đợt đầu tiên. Bài cuối cùng là bài thơ em viết về một cụ già đã mất trên xe lăn. Lúc đó là hình như tháng 8 2021. Cả hai bài thơ đầu cuối đều là dịch. Thì đồng ý trong đây vẫn có những bài về tình yêu, về sự cô đơn. Nhưng mà nửa về sau, có một đợt dịch cuối cùng mà chúng ta phải chịu giãn cách xã hội rất là nhiều lần. Không được đi đâu hết, không được làm việc, không được gặp những mối quan hệ thường ngày trước dịch mình hay gặp. Thì ở nhà thì em bắt buộc giống như mọi người là bắt đầu mình hướng về bên trong nhiều hơn, và một loạt tản văn về gia đình trong mùa dịch xuất hiện. Cho nên quyển này á, em viết về nỗi đau, về sự tổn thương, về sự mất mát, nhưng mà trong vòng 4 năm tháng đó, dù suy nghĩ, dù nhìn nhận của em nó trưởng thành nhưng từ ngữ của em nó không có trưởng thành kịp thôi em. Cho nên là em nói thật là em dùng từ ngữ còn đơn giản, còn bình thường lắm, nhưng cũng may là tự nhiên sau dịch
tập quen với cuộc sống bình thường mới thì mọi người bắt đầu hướng tới những cái đơn giản, tới những cái đời thường, thì tự nhiên mọi người đọc cuốn sách kem mọi người dễ cảm. Nói tiếp cái ý của Thọ đó là sao mà quyển sách nó không có minh dự gì hết á, thì trong cái buổi gặp gỡ để ra mắt á thì có nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung là một người mà Kim Thanh thấy viết Facebook mà 10 status là hết 9 cái là nó xàm rồi. Mà nó nhảm lắm luôn á, đọc rất là vui, đọc cười luôn mà trời, nói chung từ là ổng đóng mở ngoặc kép nghe, trời ổng bệnh quá. Nhưng mà thật sự á, mỗi lần mà mời Trung qua đài nói chuyện thì cứ nói là ủa tại sao em không có như ở trên status. Chỉ muốn em phải xàm vậy không, nhưng mà bên ngoài lại rất là nghiêm túc. Một người bạn của Kim Thanh bên Ngôi Sao .net cũng vậy, thì phải nói là hả, status nào cũng đọc vui, nói chung là cứ buồn mà lên Facebook bạn đó đọc là vui liền luôn. Nhưng mà ở bên ngoài thì rất là khó tính mà im. Mà ngay cả Trấn Thành cũng vậy, mình xem status hàng ngày nói chuyện cũng trên Facebook á, thì nói chung là nó khác hẳn. Thành ra là chị đã thấy rất là nhiều người giống giống vậy, hình như là Dự cũng vậy, đặc biệt là các nghệ sĩ hài á, giống như là trên sân khấu là hài đủ rồi, ở trên rồi hài thêm ở trên Facebook cho mọi người, cho nên là những gì mà liên quan đến cá nhân mình bên ngoài hay sách này kia là mình hết hài nổi, đúng không? Dạ thật sự á, là đúng là như chị nói là mình hài vì công việc, mình hài vì mọi người trên Facebook, vì đó là mình cần lan tỏa điều tích cực. Nhưng mà ở ngoài đời, những gì về cá nhân, thậm chí ở nhà với gia đình, với những người bạn thật sự, để mình hẹn nhau đi cà phê đi ăn, thì nó ít khi nào hài hước lắm. Thậm chí là em dành thời gian một mình em nhiều hơn. Nếu mà hỏi những cái bạn bè thân thiết của em thì thấy là những buổi cà phê của em á, nó không quá hai người, quá ba người đâu. Đó thì đôi khi em ngồi một mình từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, chừng nào quán đóng rồi em về. Cho nên là cuộc sống em có thấy nó một mình em thì em làm gì hài hước giờ. Em phải hướng tới những cảm xúc và em nhìn ngắm vô cái bên trong của em. Tức là khi mà mình cứ đặt bút ra mình gõ hay là mình viết nè, mình tự khắc là sẽ như những thứ mình viết trong sách. Chứ có bao giờ Dự thử nghĩ là mình thử viết cho nó mắc cười như khi mình đóng clip không? Thật ra có nha. Ngày hôm nay trai hỏi em câu đó trơn, nhưng mà anh hỏi em là nhớ lại. Duy nhất trong một cái quyển sách này có đúng 4 câu thơ lục bát là em hình như em viết cái gì thả thính vui vui dễ thương á. Cái câu là gì mà đơn giản chỉ là thả thính, đại khái là mình chọn quán nào em ơi, muốn quán xuyến hay em quán xuyến cuộc đời anh nha, đó ví dụ vậy. anh hỏi đồ ăn kia mà cái câu sau là gì đó, ăn mòn nỗi nhớ cũng là món ngon. Đó mà có một giai đoạn khoảng 1-2 tháng em nghĩ em phải viết gì đó nó hơi sân si chút, nó hơi hài hước một chút để cho mọi người đọc thấy ồn, ít ra mình coi trên sân khấu trên phim có xuất hiện ở đây. Em nghĩ hoài sao em không viết được anh. Không hiểu sao viết toàn cái nỗi buồn cô đơn rồi tổn thương không à. Thật sự là Dự có những người đồng nghiệp rất là hay đó, ví dụ như là BB Trần có nói như vậy nè. Cái quyển sách đặt cái tựa là Mình Ngồi Xuống Kể Tổn Thương Trong Lòng, tức là Dự là thánh chửi mà, chửi người ta quá rồi cho nên là phải ra cái quyển sách này cho người ta nghe, người ta kể cái tổn thương mà Dự đã làm tổn thương người ta. Lại thêm một ý của chị nữa mà nói đúng luôn, là tổn thương trong cuốn sách này không phải tổn thương của em con đâu, còn là tổn thương của người khác nữa cả. Những người thân trong gia đình mình có chắc là chưa bao giờ vì một lời nói hay một cái hành động lạnh nhạt của mình mà người ta không tổn thương không? Mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng, em cố tình vừa là tình yêu vừa là gia đình. Bởi vì sao? Em thấy trong cái mùa dịch bệnh chúng ta phải tập lại những thói quen mà nói nào giờ là truyền thống tốt đẹp không, mà phải tập lại. Hỏi tập gì? Tập quan tâm người nhà mình. Hỏi tập gì? Tập kêu ba mẹ xúc nước muối. Hỏi tập gì? Tập kêu người thân con cháu trong nhà ra đường nhớ bịt khẩu trang về, nhớ rửa tay ấm đũa. Những cái này bình thường mà tại sao mùa giãn cách mọi người mới tập lại, tức là hành nào giờ mọi người quên. Mọi người làm tổn thương người khác mà mọi người quên quan tâm. Thì tụi em muốn mọi người hướng vào gia đình, tức là có những cái tổn thương đôi khi ba mẹ hay con cái trong nhà chưa bao giờ ngồi xuống để nói hết á, bận rộn lắm mà quên đi là mình cần quan tâm người nhà của mình, thì đây là lúc dịp để mà tập những thói quen tốt và ngồi xuống nói ra hết. Em nghĩ nói ra nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đọc thử cho thính giả nghe vài câu, trời nghe đứt ruột luôn á. Cái tựa gì mà nó kỳ quá, Dự. Giá như mình đừng thẳng thắn với nhau,
Giá như mình đừng thẳng thắn với nhau thì lúc này chẳng đau lòng hơn lúc trước. Đòi hỏi ở anh đều trở thành ngang ngược, hời hợt với anh sao ngượng nghịu gấp trăm lần. Trời, nghe đau không thọ? Cái này là chuyện của em đúng không? Dạ, nó có phần của em trong đó nhiều lắm á. Tại vì có những mối quan hệ mà đôi khi mình thẳng thắn xong rồi mình nó như là một cái ranh giới á, mình không được bước qua thẳng ranh giới đó. Thà có những cái mơ hồ giữa người yêu với tình bạn mình còn dễ làm việc, chứ đã rõ ràng rồi bạn là bạn, yêu là yêu. Trên tình bạn với tình yêu đúng không? Thà như vậy còn dễ đó. Thì thật ra mấy cái câu này đọc nghe thấm lắm. Hối hận nơi em thẳng thắn để làm gì, kể từ giờ đơn phương anh cũng khó. Lòng dạ người ta đâu dễ tàn như hoa cỏ, khó nhất là vừa yêu vừa phải bớt lại mình. Chắc họ thì đang vui với tình yêu, không cảm nhận được những cái trăn trở kiểu như thế này của Dự đâu ha. Không, không hẳn không cảm, tại em cũng phải có lúc để hiểu cái đó rồi. Tức là khi bây giờ mình nghe lại thì mình cũng sẽ nhớ một chút về những cái mà mình đã từng trải qua. Nói chung là nãy em cũng có đọc qua cái bài đó, cho nên em luôn rất là cảm giác cái hình ảnh mà khi mà Dự xuất hiện thôi là nó đã đối lập với cuốn sách rồi. Ví dụ lúc mà chưa xuất hiện thì cái hình ảnh trong cuốn sách này nó ao ra mạnh quá, mình sẽ quên đi bớt Minh Dự ở trên sân khấu. Nhưng mà Minh Dự xuất hiện, cái cách nói chuyện của Dự thôi là nó đã rất là khác, cho nên em thấy là một cái rất là thú vị. Giống như là có vẻ giống như khi mà chỉ có Dự viết sách thì sẽ thật lòng với mình nhất, đúng không? Nhưng mà em xây dựng hình tượng ở trên sân khấu, trên phim của em nó thành công quá đó Dự. Cho nên người ta không có tưởng tượng được một cái phiên bản mà Minh Dự bình thường nó sẽ như thế nào. Dạ đúng, là bây giờ để mọi người hỏi là đâu mới là con người thiệt của em thì em cũng họ chịu. Giờ mọi người hỏi em câu đó, em nói ủa, mọi người cũng có lúc mọi người vui, có lúc mọi người buồn. Cho nên từ đó mới xuất hiện những cái như là ủa sao nó đa nhân cách dữ vậy. Thì em nghĩ em chưa tới mức đa nhân cách đâu, nhưng em nghĩ đơn giản là em có tài làm cho mọi người cười. Thì những lúc nào mọi người cần giải trí á, muốn cười quên những cái mệt nhọc cuộc sống công việc thì mọi người tìm tới sân khấu kịch, tìm tới phim ảnh của em. Còn khi những lúc mọi người có những lúc người ta không muốn xem gì cả, chỉ muốn một mình và tâm sự, thì tìm tới tác phẩm của em. Nhưng mà chị hơi thắc mắc là tại sao á, là mình không viết cái quyển này là theo một cái thống nhất, hoặc là thơ thôi, hoặc là kiểu tản văn thôi, hoặc là truyện thôi. Tức là em thì có rất là nhiều thứ trong đây, có thơ nè, có tản văn nè, có những cái cảm xúc mà em chỉ muốn nêu ra cái cảm xúc của mình, hoặc là có những câu chuyện của em, những cái mà em chứng kiến, rồi có cái nó giống như là chuyện ngắn nữa. Tức là nó quá nhiều cái ở trong đây. Tại vì em nói thật là trong nghề diễn, trong nghề viết, em sống được cảm xúc em nhiều lắm. Em nuôi được cảm xúc, em chưa bao giờ em nghĩ em tính toán ra quyển sách làm sao để bán được chạy nhất, làm sao để người ta đọc bao nhiêu bài đó thì bao nhiêu bài đó phải thịnh hành. Cho nên là em nói là bằng mọi cách em phải níu kéo được cái sự đồng điệu ở khán giả, độc giả. Thì em nghĩ gì, em cảm gì thì em viết đó. Nó không thống nhất từ cái thời gian em viết rồi. Có những cái bài nó cách nhau khoảng chừng một tháng rưỡi. Tức là cái độ viết của em nó không có đều đặn. Phải chứ em viết đều đặn thì em còn biết cân chỉnh thế nào. Mình viết thơ, tản văn. Đằng này là có những ngày em có cảm xúc thật, nhưng về nhà em không có mở nổi cái điện thoại hay laptop để em viết nữa. Cho nên là em đành phải dẹp cảm xúc qua một bên. Rồi một lúc nào đó em ra cà phê, em ngồi một mình, em muốn viết cảm xúc lại thì em phải ngồi ngẫm nghĩ, em đau lại thêm lần nữa. Lúc đang viết xuống thấy ô, cái này viết văn không được, em muốn kể bằng thơ. Tức là có những điều chỉ nói được bằng thơ, và có những điều thơ không nói hết được thì ông dùng tản văn. Thơ nó giống như là một cái khoảnh khắc cảm xúc trong cuộc sống mình á. Còn tản văn hay truyện ngắn nó lại là một cái tình huống. Cho nên em nghĩ tùy thể loại mà em viết. Miễn sao đó là mình là được, đúng không? Yeah. Nhưng mà Kim Thanh muốn hỏi Thọ nè, cũng liên quan đến xuất bản khá nhiều. Thọ thấy là bây giờ với một tác giả mà viết sách á, thì bán bao nhiêu quyển sách thì gọi là thành công? Bao nhiêu quyển sách thì đủ lời, hai ý. Trời, cái này là rất là khó mà khẳng định, tại vì mỗi người sẽ có một cái giá tiền mà nhuận bút khác nhau. Ví dụ như bản thân Dự là một người nổi tiếng, thì chắc là những cái công ty sách khi mà nhận xuất bản của Dự sẽ trả một cái số tiền khác rồi. Nhưng mà nếu em nhìn cái bản in trên sách của Dự là 5.000 bản á, thì nếu mà mình bán
5.000 bản trở lên như vậy thì em nghĩ là đã với một người mà chỉ nếu mà chỉ chuyên tâm làm sách đó thì họ đã có thấy là có lời nhiều rồi đó. Nhưng mà có thể là cái số tiền làm sách đó với cái việc mà cách xe dự đi diễn hay đi đóng phim mà nó sẽ không có bao nhiêu. Yeah. Mình đang nói về sách thôi. Đúng mà đó, đem chuyện đi đó, diễn ra đây làm thì gì? Đó, thì em nói nếu mà một người không phải là giống Minh Dự mà bán được cái số lượng sách như Minh Dự in á là đã có thể là họ đã thấy thỏa mãn rồi, họ có thể là thư thái để viết hơn rồi. Còn nếu mà viết được như chú Nguyễn Nhật Ánh nữa thì nó con số là quá khủng khiếp. Nhưng mà ví dụ như nhạc đi, tính bình quân thôi, tại vì mỗi trường hợp là khác nhau, nhưng mà bình quân thôi, ví dụ như một ca sĩ mà thời điểm bây giờ mà ra đĩa CD hay là ra LP hay là ra cái gì đó khoảng tầm 1-2 ngàn bản thì đã gọi là thành công rồi và cũng có lời rồi, tại vì mình sẽ kiếm được khâu này khâu kia trong cái quá trình sản xuất nữa, ký bên này bên kia này nữa, thì thành ra là sách nó cỡ 1-2 ngàn thì có được gọi là thành công chưa? Nếu mà bán được 1-2 ngàn thì em nghĩ chắc là nó chỉ huề vốn lời chút xíu à. Nói cho Thọ biết vậy có nghĩa là ngày hôm nay á là cái ngày đầu tiên mà dự ra mắt sách á là đã hết 10.000 bản rồi. Đó, vậy là đang nói để tôi kéo tới cái câu này nè. Cái số chỉ đủ sao đi sâu vô vấn đề. Là con số mơ ước với là những tác giả sách bình thường rồi đó. Ờ. Nhưng mà có thể cái tiền nó với cái tiền cách xe của dự đi diễn thì nó... Em cũng tâm tưởng thiệt luôn là mọi người tưởng là nếu bán được nhiều sách thì tác giả sẽ lời. Nhưng mà thiệt ra em ký kết là ký kết bán bản quyền để lấy nhuận bút. Cho nên là bán nhiều hơn bán ít thì bao nhiêu số lượng đó thì em cũng được đúng tiền nhuận bút đó thôi. Khi nào được tái bản thì mỗi lần tái bản em mới được thêm tiền nhuận bút. Thì lời lại công ty sách đó. Nhưng mà từ đầu mình ký hợp đồng, chứ ví dụ như mình ký hợp đồng nhuận bút là lời trên bao nhiêu bản in lần đầu đúng không? Họ hết bởi lần đầu họ tái bản thì mình tính tiếp. Mình mới được tiếp. Với em tâm sự thiệt luôn là cái tiền hợp báo em dành cho đứa con ngày hôm nay em tổ chức để cho nó ra đời một cách được chỉnh chu là gấp đôi tiền nhuận bút rồi. Gì đấy chưa? Không, nhưng mà sách nghèo lắm. Tính ra là cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay á là dù gì á là vẫn tốn kém rất là ít, tại vì bạn bè của Dự á là toàn là người nổi tiếng không nè, có BB Trần nè, có Sam nè, rồi có Chuân Phạm nè, có chị Cẩm Ly, anh Đại Nghĩa, anh Thành Lộc, nhiều lắm, nhiều quá, nhớ bây giờ nhớ không kịp luôn á, là tất cả những người đó mà đi event tính tiền coi. Dạ thật sự phải nói là được đông đảo ngày hôm nay đi, vậy là em không nghĩ tới luôn á chị. Em không nghĩ là, nên em mới nói là giữa một thời điểm như vậy, một năm thật sự nhiều biến cố, mà những biến cố đó bây giờ nó vẫn còn dư âm. Dịch bệnh nữa, rồi những dự án cuối năm nữa, mà mọi người phải thương dự em dữ lắm mới tới với em trưa này. Đó, thì cho nên là kiểu gì là cũng lời em. Dạ, anh nếu tính trên phương diện cho nó là lời nhiều đó. Đó, rồi mà 10.000 rồi tái bản bao nhiêu bản em? Dạ, tái bản thì em nghĩ em không biết nếu làm nhiều nữa thì có hết được hay không, nên chắc là con số chắc cũng chắc 4-5 ngàn nữa thôi chị. Ôi vậy cũng quá nhiều luôn ha. Em có biết là cái cuốn 1 của em là bao nhiêu bản không? Cuốn 1 của em hiện tại thì không còn nữa, nhưng mà em vẫn chưa in tiếp. Cái cuốn 1 của em là thua xa cuốn này nhiều, tức là cũng phải 2 tuần mới hết 3.000 cuốn. Và tiếp tục in nói bản thêm 3.000 cuốn nữa thì trong vòng 3-4 tuần sau mới hết. Cho nên nó dừng lại ở việc 6.000 bản thôi. Nhưng mà sách thì nó không có hạn sử dụng, cho nên cái thế mạnh của nó là nó cứ nằm ở đó, và sách sau nó sẽ kích cầu lại cuốn sách trước. Nói như vậy để gợi ý Minh Dự là nếu mà em có viết quyển 3 đó thì em sẽ ký theo một cái hình thức khác. Dạ. em sẽ lưu tâm cái lời dặn này của chị. Ví dụ em tưởng tượng mà cuốn này là mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng đúng không? Cuốn 3 em chơi bất ngờ là mình đứng lên mình chửi. Rồi là hot liền. Đi 100.000 bản. Những cái trăn trở của mình về làm nghề, về showbiz, về tình bạn, về những cái đó chị thấy cũng ít người viết, hầu như là chưa ai dám đề cập. Mình cũng không cần phải quá chi tiết đâu, nhưng mà mình có thể kể ở một cái góc độ là một nghệ sĩ trẻ như mình, nó cũng có nhiều cái chứ. Đúng không? Thí dụ như em thấy chị Tám có hành em hay gì em viết. Viết một bài nó là một cái bài gốc ở cái chương 1 truyền thông kiểu vậy đó, là chương 1 là sao ánh hào quang, chương 2 những người bạn thật sự và bộ mặt của họ, chương 3 truyền thông kiểu vậy đó. Thật ra em cũng từng có ý nghĩ như chị, em nói trời cứ thích cái sự tò mò mọi người, chắc mình sách mình bán chạy lắm đây. Nhưng mình nghĩ lại
một thao nước, mình cũng là con cá trong đó, bây giờ mình lật tẩy mình không còn ao để mình sống. Thôi, mặc nghề nào cũng có những cái nhiều góc khuất nên thôi, mình hạn chế. Mình phải suy nghĩ viết làm sao mà mình giả đò, mình khịa người nào đó mà tới chừng người ta đọc xong mình ta thấy người đó đáng yêu đó em. Đó, trời, thiếu gì cách. Nhưng mà thôi, tạm dừng cái phần trò chuyện của Thanh và của Thọ lại một chút xíu, bởi vì đã có thính giả muốn trò chuyện cùng với Dự, cho nên là chúng ta sẽ cùng tiếp chuyện bạn đó. Alo. Dạ, alo. Bạn ơi, tên gì nè? Dạ, em tên Gia Hân ạ. Gia Hân đang ở đâu ha? Dạ, em ở Cà Mau. Ở Cà Mau. Ở Cà Mau thì chắc không có mua sách của Dự được rồi. Dạ, phải đặt qua Shopee hoặc là Tiki. Chắc 2 năm nữa sắp tới. Nhưng mà ngày hôm nay là em gọi đến để trò chuyện với Minh Dự là về quyển sách hay là gia đình cục xúc hay là cái gì Hân ha? Dạ, em cũng không biết. Trời, không biết hả? Vậy đăng ký làm chi? Bây giờ muốn hỏi anh Dự gì không? Dạ, muốn chứ. À, rồi, vậy bây giờ mình hỏi gì hỏi đi nè. Dạ, trước khi em chúc mừng sinh nhật muộn anh Dự ạ. Cảm ơn em. Dạ, em chúc mừng anh ra sách mới ạ. Ồ, vậy là em có theo dõi luôn, cảm ơn em. Dạ, không còn có theo dõi chứ. Rồi, mình nói gì mình nói tiếp đi nè cưng ơi. Em có hỏi gì hay thắc mắc gì không? Hình như hơi bị rung á, nghe dạ. Kiểu rung. Không sao đâu, mình có thấy mặt nhau đâu mà rung. Tại vì em cái tên em thánh chửi em đã sợ chứ. Rồi, bớt hồi hộp chưa Hân ơi? Dạ, cũng bớt rồi. Thấy bé nó thở dữ quá em. Thở dài, thở hắt ra một cái. Rồi, bây giờ em hỏi gì nè? Dạ, có phải thời đi học anh giỏi nhất là văn đúng không ạ? Đó là cái môn sở trường của anh á. Đứa con tinh thần mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng, anh mất bao lâu để hoàn thiện nhỉ? Anh viết nó từ đầu năm 2020 á, và tới bây giờ anh mới cho xuất bản thì cũng phải gần 2 năm. Wow. Ủa mà bé Hân năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, em mới 15 mà. Wow. Mới lớp 9 thôi cũng không có thể là hỏi được những câu mà phải nói là đau đớn trong lòng. Bây giờ với lớp 9 thì liệu cái quyển sách này có những cái gì mà phù hợp được hay không? Có rất là nhiều tản văn ngắn ngắn về gia đình mà anh nghĩ là em nên đọc. Tại vì thường anh thấy bắt đầu lớp 9, lớp 10 là cái tuổi mà giữa cấp 2 chuyển qua cấp 3. Mình trưởng thành hơn chút xíu nhưng mình cũng chưa phải là người lớn. Đó thì mình bắt đầu mình thích thể hiện bản thân và chơi với bạn bè, và mình thích ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà. Cho nên là anh nghĩ em nên đọc quyển sách của anh để em biết đâu mới là những điều gì mình nên gìn giữ, đặc biệt là gia đình của mình. Mình lớp 9 rồi, mình có rung động gì với ai chưa Hân ha? Dạ chưa. Vậy thì căng quá ta. Căng quá. Cái quyển này nói về tình cảm nhiều quá đi, rồi làm sao bé nó đọc, bé nó hiểu được. Hay là em cũng muốn anh tặng một đoạn nào đó mà anh nghĩ là nó sẽ bổ ích cho em không? Dạ, dạ muốn. Bây giờ Dự sẽ tặng bạn một cái đoạn nào ha, cái bài nào vui vui đi. Dạ, vui hả? Ủa mà lớp trong lúc mà Dự chọn cái bài thơ hoặc là tản văn gì đó để tặng cho Hân thì Hân có thể chia sẻ là mình lớp 9 là mình chuẩn bị thi lên cấp 3 đúng không? Dạ đúng rồi. Thì học hành mấy bữa nay sao rồi? Dạ cũng ổn mà học online nên khó tiếp thu được nhiều. Nhưng mà kiểm tra học kỳ 1 chưa? Dạ em kiểm rồi. Kiểm rồi. Thì kết quả như thế nào? Dạ cũng ổn mà. Rồi nhưng mà Hân thì thích Dự quá gì Hân ha? Dạ em thích qua như đành cục phúc mà. Vậy hồi nãy hỏi có muốn hỏi gì không thì nói là không, nhưng mà hóa ra là thích từ gia đình cục xúc. Thì muốn hỏi gì về phim đó ông Hậu Trường, người vợ đảm đen trong cái Lam Lũ. Trong gia đình cục xúc anh thấy yêu quý là ai nhất hả? Gia đình cục xúc anh quý ai nhất hả? Dạ.
Quý thì anh cũng quý hết, tại vì tất cả anh chị em bạn bè trong đó là đều diễn chung với anh một sân khấu kịch á. Nhưng mà phải nói là một cái người mà xuất hiện rất là ít, nhưng mà hướng dẫn và lo lắng cho những diễn viên còn lại rất là nhiều là anh Đại Nghĩa. Nhìn từng cái tóc, nhìn từng cái quần áo, rồi chỉnh chỉnh, rồi nhiều khi câu thoại đứng ngoài xem cũng chỉnh luôn câu thoại làm sao cho cái vai hay nhất, tốt nhất thôi. Đó, cho nên là người mà anh thấy là đứng phía sau giúp đỡ nhiều là anh Đại Nghĩa. Rồi. Sao nữa Ngân, cứ hỏi đi, thoải mái đi. Mình bình thường đi, đừng có hồi hộp, đừng có nghiêm trọng gì hết. Dữ vậy chứ dễ thương lắm, mà kích kích hồi có thể là gây lộn được đó. Đúng nghĩa thanh chửi được luôn đó. Bây giờ em, nếu em nói em chưa có mối tình nào hết thì anh lật lật anh tính đọc bài khác nữa, mà chuyện thực ra anh không nhớ anh đã viết cái gì, nhưng mà được đúng 4 câu mà anh thấy nó cũng hồn nhiên vô tư như em. Anh nghĩ là nếu có tuổi em mà mình không cần lụy với tình yêu quá đâu, mình đã học một số mối quan hệ vui vẻ được rồi, thì anh sẽ tặng cho em 4 câu này ha. Cái bài thơ anh để chữ là bình yên, anh xin gửi em. Trời trong xanh lúc không mưa, mình trong xinh nhất lúc chưa lụy tình. Không mưa trời vẫn bình minh, không ai mình vẫn cho mình bình yên. Gửi em. Wow, ý dự nói là mình không cần phải yêu đâu đó không? Không cần phải rung động gì ai thì lúc đó mình mới đẹp được. Đúng rồi, nhưng mà gặp người tốt để em khỏi lụy, khỏi đau khổ, em vẫn quen nha hơn nha. Đừng vì 4 câu thơ này mà ế nha em. Không, nhưng mà bé nó lớp 9, để bé nó đi học cái đã. Em học đi, em vô cấp 3 cái đi rồi muốn làm gì. Nói, ta còn nhỏ lắm, quá nhỏ luôn, so với anh Dự là vẫn còn rất nhỏ. Rồi. Cảm ơn nhiều. Muốn hỏi gì nữa không Hân ha? Nhiều lắm mà không dám hỏi nữa. Trời ơi. Bây giờ lấy hết can đảm đi, hỏi thử một câu mà không dám hỏi, giờ hỏi thử đi. Nếu con tỏ tình anh sẽ ứng xử thế nào? Nếu ai tỏ tình với anh sẽ tính ứng xử như thế nào? Nếu fan tỏ tình. Anh đơ luôn đó. Đầu tiên là anh đơ, tại vì nó vượt qua cái tình cảm mà mình mặc định ban đầu là giữa một người diễn viên và một người khán giả. Nhưng mà biết đâu là trong bao nhiêu lần đến xem anh diễn, bao nhiêu lần trò chuyện thì anh cũng có say nắng thì sao. Nói chung là mình cũng phải, dù thích hay không, mình vẫn phải nhẹ nhàng đó. Không được chửi hả? Không được chửi, tại vì không thể nào chửi một người thích mình được. Rồi, là câu đó là kể như là lấy hết can đảm hỏi rồi đó hả Hân hả? Dạ đúng rồi. Còn câu nào nữa không hay là xong rồi? Dạ xong rồi. Rồi, cảm ơn Hân nhiều nha ha. Thiệt ra là trong lúc trò chuyện với bạn Hân Dự thì bạn thư ký có gửi cái phần tin nhắn cho Kim Thanh, thì mới phát hiện ra là do bạn Hân run quá cho nên là không có dám hỏi em. Cho chứ còn mà hả, cái phần mà đưa câu hỏi cho chị là Hân có gửi trước thì là quá nhiều câu hỏi luôn. Và có nói một câu là do anh Minh Dự là thấy ở trong phim á, là anh rất là vui cười, mà sao ở đây nãy giờ anh nghiêm túc quá vậy. Mặc dù mà nãy mình cũng ráng hí hửng lắm rồi đó. Đó, chị thấy không, ai gặp em ở ngoài thật sự bây giờ đỡ rồi. Bắt đầu em có thể là em mẩm mỉm hơn chút nên em tươi hơn, em hoạt bát hơn, chứ cái lúc mà mới vô ngày diễn á chị, em thấy ủa sao em vô phim trường rồi mà mọi người cứ nhìn em, mọi người không lại nói chuyện với em, mặc dù trẻ ngang như em à, cái mà lỡ có làm gì em xin lỗi gì nha, xin lỗi gì nha, mấy ủa gì có gì đâu trời, sao em chửi à? Đó là nó nhìn mặt Dự á, nhìn mặt Dự khó chịu lắm, em chỉ cần đụng cái là Dự chửi á, em không hiểu mà bây giờ đỡ rồi đó. Tại vì chửi ngọt quá anh chị, người ta cảm mà giác cái cơ mặt em nó cũng ngộ nữa anh. Không phải là chửi ngọt mà chửi nó thật quá. Cho nên là người ta sợ, em làm fan mà phải sợ. Tại vì bé này nó là fan cuồng của em luôn đó. Hân ơi đừng sợ nha Hân ơi, anh vui tánh lắm. Đây nè, để chị hỏi tiếp câu hỏi của Hân nè. Hân hỏi nè, anh Dự ơi, bây giờ anh bao nhiêu ký rồi? Mọi người hay kêu anh giảm cân, thì anh thấy nên giảm cân hay giữ số cân hiện tại thì anh cảm thấy thoải mái? Hèn chi, không dám hỏi là đúng rồi, vấn đề nhạy cảm quá. Tại giờ trả lời em luôn là số cân hiện tại anh là 63,5 kg. Lượng xương thì ít mà lượng mỡ nó cũng hơi lố hơn chút.
anh đang muốn giảm xuống chút xíu, tại vì hả nhìn anh thì cũng không phải là tới mức mà không chấp nhận được trong tầm mắt, nhưng mà anh những cái quần dài, những cái quần tây của anh đa số bây giờ là anh mặc anh không dám ăn nữa, tại vì nếu chỉ cần ăn một chút nữa là nó bung cái nút luôn em, cho nên là anh phải giảm vì những chiếc quần của anh không muốn đổi size đó. Còn vấn đề anh không phải là vào những vai nam thần cho nên anh cũng không cần ốm lắm. Nhưng mà anh vậy nè, thiệt ra là chị không có thấy em mập xíu nào. Dạ. Em rất là vừa người luôn. Dạ. Thì chắc em nên duy trì. Không nên giảm. Thỏ thấy sao? Đúng rồi. Hoặc là mình giảm xíu cỡ chừng nửa 1-2 ký chơi, nữa là nửa vừa. Ký chơi thôi, giảm chơi. Chứ đừng có giảm mà húng tâm húng teo. Dạ. Rồi. Hỏi cho hết cái phần của Ngân nha. Dạ. Tại vì Ngân hỏi nhạy cảm quá cho nên là chị đã nhận được cái phần câu hỏi từ bạn thư ký, nhưng mà ráng kích lên, nhưng mà Ngân Hân cũng không có dám hỏi. Hiện tại anh có đang crush ai không? Thật ra để viết được bao nhiêu cái tác phẩm thơ văn như vậy đó là cũng phải tổn thương nhiều lắm, mà để tổn thương nhiều thì cũng phải hẹn hò nhiều, gặp gỡ nhiều. Đôi khi mình không quen nhưng mà là những cái lần mình rung động thì hiện tại vẫn có crush. Crush là tức là mình nghĩ là cái, em nghĩ cái chiều hướng nó có tốt không? Em nghĩ cũng đang tích cực đó. Thì hình như người ta cũng rất em. Ôi, vậy là ngon lạnh. Nói chung là cái gì bên trong như đã tình mà trong ngoài như đã, còn... mặt ngoài. Ừ, đúng vậy không? Hay là đang giai đoạn thả thính nhau? Vậy, chắc giống như của chị Tám nói quá à. Ừ. Dạ, là cũng bên trong cũng... rần rần rộ rộ vào đó. Bây giờ là chỉ được lời là cởi yeah. Tấm lòng. Dạ. Trời ơi. Ủa nó không được lời như cởi tấm lòng đúng em không? Đừng có ngắt câu kiểu đó. Em đừng có ngắt câu kiểu đó. Anh đừng đặt dấu phẩy tùy tiện vậy. Đây nè, trời ơi, bé Hân này hỏi nhiều quá. Gu người yêu của anh là như thế nào? Và anh thì cảm thấy tự tin nhất về mặt nào khi ở cạnh người đó? Khó à. Nói về gu thì thực ra không có dám đưa ra một cái gu, nhưng mà quan trọng là một cái sự dễ thương, chân thành. Tại vì cái sự dễ thương chân thành gây cho mình thiện cảm lắm và cho mình cảm giác muốn trò chuyện thêm nữa. Và đặc biệt là rất thích, dù là đối phương là bạn bè hay là crush hay là người yêu gì thì cũng phải ngồi chịu khó lắng nghe. Rất là sợ một buổi cà phê hay buổi trò chuyện mà mình toàn phải nghe theo câu chuyện của người đó, mà tới khi mình nói thì người đó lại đang cố nghĩ câu chuyện khác để nói mình nghe tiếp. Chị hiểu không chị Tám? Cái cảm giác mà phải nghe phải liên tục nghe. Trời ơi, cái rồi nếu mà nói tự tin thì với một người mà diễn xuất dí dỏm và viết sách như em thì em nghĩ là em tự tin là em giỏi việc lắng nghe tâm sự lắm. Em giỏi việc lắng nghe tâm sự và em tạo nhưng mà em không thích nghe. đừng cho em nghe quá nhiều, nó phải là hai chiều, nghe đều đúng không? Em cực kỳ không nghe. Thích đi đường một chiều, hoành đầu rất cực. Tức là ai đã có ai làm cho em như vậy rồi đúng không? Dạ. Nghe cũng phải là lố hơn một bàn tay rồi đó chị. Cũng phải 4-5 người, có những người anh nói ủa, tức là em rất chăm chú câu chuyện của người đó thì em phải có những phản hồi lại chứ. Câu chuyện mà nó buồn vậy đó hả, hồi xưa tôi cũng vậy vậy nè, nhưng cảm giác khi bắt đầu em nói hồi xưa tôi cũng vậy nè thì người đó lại dòm ra cửa sổ, dòm xuống đường, xong dứt câu chuyện của em. Đáng lẽ họ phải phản hồi ồ vậy hả, mày cũng giống tao không gì dứt câu chuyện em, trời mày biết không, cái hả giờ xong tiếp tục vậy nè, cái ổng làm tao vậy vậy nè. Em cảm giác là họ mời mình ra để nghe họ nói chứ không phải là để giải bày gì rắn rỏi á. Thì đúng rồi, để em nghe họ giải bài, mình em nghe thôi. Nhưng mà nó phải có sự phản hồi lại. Phản hồi lại nó vậy hả, vậy mà nên vậy. Họ không nghe luôn. Cảm giác ánh mắt họ lơ đễnh vậy thì họ nói với cái bàn cũng được, họ nói cái ghế cũng được mà. Có những đồ vật rất vô tri và chỉ nghe thôi. Còn em không thể vô tri được. Chị hiểu là vì sao hai cuốn sách ra đời rồi đó. Tức là tức quá đó các bạn. Nhưng mình không thể nói được gì, mình viết sách cho cả thế giới cùng đọc, cùng nghe. Rồi. Thôi mình tiếp tục cái ý là anh tự tin nhất về mặt nào á. Dạ, em thì em nghĩ là em khi mà trò chuyện với em á, dù quen hay lạ thì vẫn tạo được cảm giác người ta thoải mái để trải lòng nói hết. Và nhiều người nói với em, cà phê với em xong, dù lần đầu hay lần thứ mấy, nói là được, nhẹ lòng. Giống như là mình là mình á, nhẹ lòng á. Rồi câu cuối của bé Hân nè, hơi khó, không biết là tại vì bây giờ nó
đang lúc trực tiếp này nó hơi căng xíu, là anh có thể làm bài thơ có tên Hân bên trong câu thơ để tặng cho em được không? Hả? hai câu nha. Hôm nay trò chuyện đầu tuần, gặp em anh thấy hân hoan trong lòng. Hôm nay trò chuyện đầu tuần, bé Hân sao cứ lừng khừng không có nói chuyện với anh. Được không, được không, được không? cũng được, cũng thực tế. Bé nghe xong chắc mai mốt show chị làm bé không dám gọi về quá. Chỗ sao rung mà cũng bị nói. Vâng, chúng tôi xin được tiếp tục với thính giả tiếp theo ạ. Alo. Alo. Em ơi, tên gì nè? Dạ, em chào chị ạ. Em tên là Bích Phương ạ. Rồi, Bích Phương ơi, nói chuyện với Dự đi nè. Dạ. Dạ, em chào anh Minh Dự. Chào em ở đâu? Dạ, anh ơi, em ở trong Cần Thơ ạ. Ồ, dạ, chào em, tại anh cũng hay đi Cần Thơ lắm. Dạ, anh Dự ơi, hôm qua là sinh nhật của anh, thì hôm nay cho em được chúc mừng sinh nhật muộn anh ha. Em chúc anh một tuổi mới như sức khỏe, luôn thành công, nhiều bài thơ mới, nhiều cuốn sách mới, nhiều sản phẩm mới và nhiều vai diễn mới, cũng như là nhiều số ký nó thay đổi nhiều hơn anh nha. Số ký thay đổi ha? Số ký thay đổi là em muốn nó tăng hay nó phì hơn hay là gọn lại? Dạ, đôi lúc nó lên tăng và đôi lúc thì nó lên giảm một chút để cái cân nặng của anh nó được điều hòa. Vậy em thấy hiện tại anh nên tăng hay giảm? Em nghĩ là hiện tại anh nên tăng hơn chút xíu anh ạ. Đồng nghĩa với việc anh phải tốn tiền mua thật là nhiều đồ size khác. Thì anh nghĩ những cái chút trước em thì anh rất muốn thành hiện thực, nhưng cái riêng cái này, cái chút cuối cùng thì anh nghĩ nó đang trong tầm tay của anh, và quyết định anh điều phối, anh kiểm soát nó, làm sao anh bớt tốn tiền mua đồ lại. Cảm ơn em. Nhưng mà em thấy Dự đang gầy hả cưng? Dạ em thấy anh Dự không có gầy, nhưng mà bà nghiệt xúc á. Ý là bà nguyệt xúc á, thì đã hơi dày xíu á, hơi ốm xíu á, em muốn lại mập thêm xíu nữa. À vậy để anh nhắn với bà cứ mập đi, còn để anh ốm thôi. Dạ. Ok. Tức là cái vai đó nếu mà phải tròn lên xíu mới đẹp. Dạ, dạ, hiểu ý bạn. Ừ. Rồi, em có thắc mắc gì không? Hả? Anh ơi, hôm nay mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng luôn nha anh. Được. Dạ. Em có tổn thương gì? Em cảm thấy tổn thương bởi vì ai cũng cho em mập đó. Nhưng mà hiện tại á, em muốn có một cái thử thách nhỏ nhỏ cho anh nữa không mà. Tại vì em biết là cũng còn rất là nhiều bạn muốn giao lưu á. Mà một mình em thì giao lưu nhiều quá thì em cũng tham. Nên là em muốn mời anh ra một thử thách nhỏ với em được không ạ? Thử thách gì nè? Dạ, cho em gặp bà Nguyệt Súc ạ. Gặp bà Nguyệt Súc? Dạ, cho em giao lưu với bà xíu ạ. Căng quá. Căng quá để kiếm bả về em ơi. Ta đang tổn thương trong lòng, thương kêu bả về hơi căng. Gì vậy tôi nè? Ủa dạ, dạ con chào cô hay là chào bà chứ con không biết nữa, con thấy... Trời chào cô đó, chào bà gì, chồng con nó còn nhỏ xíu, chào bà gì? Tôi dạ, đang nấu cơm gì vậy? Dạ cô đang nấu cơm vậy, cô cho con hỏi nha, bây giờ cái... Cô là thu mua đồ cũ đúng không cô? Cô thu mua dây chai đồ cũ đúng không? Đúng rồi, đồ cũ đó, chứ đồ hư thì tự xài chứ không có mua. Dạ cô, vậy cô cho con hỏi là mấy cái quần cũ mà size kiểu như quần của Minh Dữ á, thì cô có mua không? Cô nghĩ là cô mua được hết á, cô về cô chế tạo lại cũng được ra cái kiểu khác đó con. Nhưng mà tại vì cô nghĩ là nếu mà ai cũng có những cái quần không xài thì con cứ để cho anh Minh Dự xài đi. Tại vì ai cũng có lúc mà hơi nhụt nhã xíu đó con. Nếu mà bán hết, lấy hết con Minh Dự, lấy cái gì anh Minh Dự che lại những lúc nhụt nhã của mình con. Rồi thôi cứ để cho anh xài mấy cái quần đó nghe con nha. Cô không mua nha. Cô ơi, vậy bây giờ về là cô nói là cô mua về cô chế được ra quần khác. Vậy cô mua về cô chế ra cô bán cho con đi. Con đang cần những cái size như vậy á. Nếu cô chế ra quần khác thì con không mặc được nữa. Tại cô đem quần dài về cô chế ra những cái quần thâm trên mắt con. Con không có mặc được nữa. Trời ơi. Ủa sao tổn thương hơn vậy anh? Thì bởi vậy có anh nào con cô nè. Ủa anh
Minh Dự hay là cô Nghị Xuất vậy? Thôi tôi đi nấu cơm nghe, nấu cơm nghe, tiện khi không đã nấu cơm biểu ra mua quần à. Như gì đi nha. Dạ dạ dạ. Thôi em chở bé đi nấu cơm đi em ơi. Nhưng mà bé anh sao? Sao cái thử thách này em thấy tổn thương quá vậy? Nhưng mà từ nãy anh thấy em cũng hí hửng vui cười, cho nên là tối hôm nay em cũng bất buồn rồi đó. Nhưng mà tóm lại, bé có nói là bé có hơi tổn thương vì mọi người chê bé mập kìa. Hiện tại em cao bao nhiêu và bao nhiêu ký nè? Dạ, em cao có 1,5 m à. Mét rưỡi? Chẳng 50 kg à. Ủa, vậy cũng đâu có mập lắm đâu. Hơi em... tròn thôi. Em mở bụng á, em mở bụng á. Ồ, dạ, tức là cái vòng vòng bụng của em thì hơi tròn. Dạ. Cái này thì nó không thành vấn đề, tại vì bạn bè anh cũng rất nhiều người 1,5 m, 1,55 m, nhưng mà hơi tròn, hơi mũm mĩm chút xíu cũng dễ thương. Nhưng nếu em thấy vòng bụng của em to thì em có tập thể dục, mấy cái chuyện này khắc phục lẹ lắm em. Nếu mình kiên trì mỗi ngày khoảng 30-45 phút, mình leo dốc, mình đi bộ, mình đạp xe đạp là bảo đảm với em, sau 1 tháng em sẽ có thể sự thay đổi nha. Em đừng có tự ti gì hết. Còn những người mà chê bai em về biểu em thì anh nghĩ là em cũng không quá quan trọng mối quan hệ đó đâu. Tại vì ngày càng lúc em sẽ thấy là em nên chơi với những người mà họ chấp nhận khuyết điểm của em, chứ em chơi với những người mà lúc nào cũng đem khuyết điểm ra chê bai thì em chơi làm gì, và cũng đừng lấy làm buồn lòng nha. Em cảm ơn anh. Anh ơi, em muốn, mặc dù là hôm qua là sinh nhật anh, nhưng mà em muốn anh tặng em một câu thơ gì đó khóc hơn cho em cho nó được không? Trời, lại câu thơ có tên của em trong đó. Rồi em tên Bích Phương. Em tên Bích Phương hả? Rồi. Dạ. Được rồi. Xin chào em gái Bích Phương. Mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng. Hay quá. Đúng yêu cầu của em rồi còn gì nữa, muốn ngồi xuống kể mà đúng không? Chị tưởng đâu em hợp lý hả? Em nói là Bích Phương nằm xuống liêu riêu chứ. Tại vì ca sĩ Bích Phương có ra cái bài mà liêu riêu nằm xuống đó. Không không chị ơi, em không có nằm xuống giờ này đâu. Không nằm xuống này, hiểu nghĩa đen xíu em đừng. Đúng rồi. Em hiểu nghe ghê quá. Rồi, xong rồi đúng không Phương hả? Còn hỏi gì nữa không? Dạ em muốn gửi lời chúc đến anh Minh Dự một lần nữa, nhưng đây là chúc ban đầu. Để anh cho em gửi lời chúc đến bà Nguyễn Xuất nha. Cô ấy là luôn luôn buông mây bắn mắt cho anh nha. Vâng, cảm ơn bạn Bích Phương rất là nhiều. Vẫn còn thính giả muốn trò chuyện với Dự nữa nè, nhưng mà bây giờ để trả lời ngắn bạn này nè, bạn Thiên Trang, bạn có hỏi trên livestream là anh Dự cho em hỏi là em muốn mua cuốn sách của anh thì mua ở đâu? Chào em, và cũng thay vì chỉ trả lời riêng Trang thôi thì mong là rất nhiều bạn đang muốn hỏi mua đặt sách ở đâu thì Dự xin trả lời là các bạn có thể lên những cái app bán online như là Tiki hoặc là Shopee, hiện tại cũng cho đặt trước rất là nhiều, và hôm nay hình như là cái số lượng sách một số ít lượng sách còn lại ở trong kho thì cũng đã chuyển qua Fahasa rồi á, cho nên nếu mà em đang ở đâu thì thử, nếu mà em không tiện đặt online, sợ lâu ngày khoảng 1 tuần mới có, thì em có thể ghé đâu đó Fahasa, nhà sách gần chỗ của em ở, em hỏi xem. Fahasa chắc ở thành phố thì có, chứ còn đi về tỉnh nhiều khi chưa có đúng không? Dạ, em nghĩ đặt online vẫn là cái tiện nhất. Rồi, bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với bạn thính giả, có lẽ sẽ là bạn thính giả sau cùng ạ. Alo. Dạ, chương trình nghe rõ em không ạ? Nghe rõ. Bạn ơi, tên gì? Em tên Trang, năm nay em sinh viên năm 3. Ủa, bạn Trang này có phải là bạn Trang đang xem livestream không? Thiên Trang đúng không? Dạ không. À, Trang khác hả? Rồi, Trang hỏi đi, mình còn có chưa đầy 5 phút nữa hả? Dạ, biết rồi. Dạ. Em nói nghe nè, em nói nghe chút xíu thôi. Dạ, em đối thử một câu này thôi, anh đối lại thử nha. Anh thử coi trong cái này, trong cái vở của anh đối thử coi được không nha. Xấu mà xấu gì mà xấu, lục đục da can, xấu tiêu tan dương thế, xấu ế con gái sợ sinh, xấu điêu linh con trai mới đẻ, xấu mọc ghẻ luôn bóng gió mới dậy thì. Xấu mà cái gì, mày đi ra rạp mày tốn tiền, mày coi phim 6D, 5D, 7D, 3D đứng trước mặt cho mày coi mày không thấy hả?
anh dự đối lại giùm em với. Trời ơi. Câu gì mà dày thòn vậy em? Trời ơi, hôm nay mình không biết là mình đang nói về sách hay nói về cái gì luôn. Thật sự bây giờ em muốn anh đói cái gì? Cái đó là trong cái tiểu phẩm của anh đó. Cách đây nếu anh nhớ không lầm là cách đây 5 năm, đúng không? Nè, giờ em nói lại câu đó rồi anh đối lại nha. Em chỉ gọi lên để em nhờ anh đối lại câu đó coi anh thuộc không đó. Em biết 5 năm mà. Trời ơi, em biết 5 năm mà. Bây giờ thử thách lại. Là em nói lại coi. Nãy giờ là nghe hết rồi. Nãy giờ nghe chương trình mà tức á. Không ai không ai ghẹo được cho anh Dự không chửi một câu nào chứ. Trời ơi, em muốn sao? Em muốn anh phải nói lại một câu dài thon tương tự hả? Anh nói lại cái câu đó giùm em đi. Nói lại câu hồi nãy. Cái gì? Mày, anh thoại với cái bạn nào á? Mày xấu cái gì mà mày xấu dữ vậy? Xấu mà xấu lục đục da can, xấu tiêu tan dương thế, xấu ế con gái sơ sinh, xấu điêu linh con trai mới đẻ, xấu mặt ghẻ luôn con bóng gió mới vậy thì. Anh phải chửi tiếp hả? Này nó muốn nghe em chửi thôi. Trời ơi, anh không thể nào nhớ. Em có biết cái giai đoạn đó là cách đây 5 năm là anh chửi rất là nhiều không? Làm sao anh nhớ những cái câu đó? Dạ bây giờ thay vì không chửi thì anh chào một cái được không? Rồi chào đi, chào mà chào từ đây ra tới vùng binh ngã bảy chào vô lại nha. Dạ, trời ơi, đáng quá. Cái này chào chắc chào máu em ơi. Rồi. Rồi con chiến mà chào anh Hòa Hiệp anh Quạo luôn. Rồi đến chào nha, chào tặng em nha, chứ giờ này chửi hơi căng à. Rồi. Anh xin chào bà con trăm họ, anh chào trẻ nhỏ tới người già, anh chào người bông ba tới người sung sướng, chào người làm thuê cút mướn tới người làm chủ công ty, anh chào người sân si tới người quan hỷ, chào người ích kỷ tới người dị tha, chào người sợ ma tới người dũng cảm, chào người hay nói lảm nhảm tới người nói hay, chào người mặt dày tới người mặt mỏng, chào người sang trọng tới người bình dân, anh chào từ ngoài sân, anh chào vô sân khấu, chào người đầu gấu hung dữ tới người hiền lành, chung an ngồi xung quanh nghe radio cũng xin chào cho hết. Được Dư Trang. Dạ rồi em cảm ơn ạ. Ủa vậy thôi hả? Em nói một câu nữa nè. Em chửi thử một câu coi anh chịu nhận em làm đệ tử không nha. Fan của em thú vị thiệt luôn. Trời thiệt không fan của em. Trời ơi, bạn này giống những cái bạn inbox Facebook cho em á, anh Dự chỉ em hai câu để em chửi bạn sớm. Không thể nào. Giờ em muốn em đào em phải chửi tới coi. Anh là người bị em chửi nè, em chửi đi. Anh Dự đào thử đi em chửi cho nghe. Nhỏ xấu tánh kỳ cục nói lòng vòng nãy giờ chưa giữ mình chửi chịu chưa đi. Thấy chưa, bà chửi rồi đó. Thấy chưa chị Thanh, bà chửi rồi đó chị Thanh. Rồi bây giờ có hơn phút nè, em muốn chửi gì chửi lẹ nè, hết giờ nè. Mày á, tao nói thiệt nha, mày là cái thứ mà cục tức loại 3 mày tưởng sô-cô-la loại 1, cục tức trên sông mày tưởng miếng sườn trên dĩa, chửi gì được không anh Dự? Nó hơi thô một xíu. Nó hơi thô chút xíu. Nếu mà muốn sạch một chút xíu thì anh Dự qua anh Dự huấn luyện em được không? Thì bởi vậy anh mới nói là có những cái đôi khi mình không được phép thô nhưng làm sao để cho nó thật đó. Đó là lý do vì sao. Em mới kêu cái câu đó là em mới kêu đối lại không đối. Giờ người ta đối cái câu thô thì nói. Thì bởi vậy. Ủa nhưng mà bây giờ tò mò quá là Trang đang ở đâu? Dạ em đang ở Sài Gòn. Bạn em làm nghề gì? Dạ em là sinh viên, em đang là sinh viên, em đang đi học. Em học trường nào? Dạ. Em học trường nào? Em học bên Đại học Quốc tế bên quận 2 á chị. Trời chứ không phải học sân khấu điện ảnh hả em? Dạ không. Mà từ nay giờ tưởng đâu một cô bạn đồng nghiệp gọi ghẹo mình. Ồ em có nghe ra giọng ai không? Ai đang giả làm sinh viên không vậy? Không luôn, đây một cái đầy sự ngây ngô vô tư và gian ác ở trong này. Ừ. Nhưng mà Trang ơi, hết giờ rồi Trang ơi, cho nên là chào tạm biệt tại đây nghe Trang nha. Rồi. Ừ. Em gọi lên để chị em ghẹo anh Dự vậy thôi đó. Ừ. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn bạn đã làm những cái phút cuối cùng của chương trình thật sự thú vị. Và chắc là cũng chào tạm biệt Dự tại đây ha. Dạ, em xin cảm ơn anh chị đã cho em cơ hội được giao lưu với lại quý khán thính giả. Và xin chúc cho tất cả mọi người luôn luôn được bình an để cho mọi chuyện hanh thông suôn sẻ.